Người ngoài hành tinh luôn là chủ đề nóng bỏng, được mọi người chú ý đến mỗi khi có sự việc gì kỳ lạ mà chưa ai giải thích được. Người ta hãy nghĩ rằng đó là do người ngoài hành tinh thực hiện và muốn để lại một thông điệp nào đó cho con người. Mới đây, một chiếc cột kim loại không người thừa nhận khác được phát hiện ở Romania, một ngày trước khi chiếc cột ở sa mạc Mỹ biến mất không dấu vết. Cột trụ kim loại hình tam giác, sáng bóng, được tìm thấy cách pháo đài Petrodava, Dacian, một địa danh cổ đại ở thành phố Piatra, Neam, Romania, hôm ngày 26 tháng 11. Vật thể lạ trên được phát hiện vào tuần trước, khi các nhân viên Sở An toàn Công cộng bang Utah bay trực thăng qua sa mạc phía đông nam của bang để kiểm đếm những con cừu sừng lớn. Họ bất ngờ nhìn thấy một khối kim loại màu bạc, sáng bóng, nhô lên khỏi mặt đất giữa những khối đá lớn màu đỏ trên sa mạc. Chiếc cột cao gần 4 mét và có một mặt quay về núi Sialau, một trong 7 kỳ quan tự nhiên của Romania, được người dân địa phương gọi là núi Thiêng. Giới chức Romania chưa xác định được nguồn gốc của cấu trúc này. Chiếc cột ở Romania được phát hiện khi những câu hỏi về nguồn gốc và sự biến mất của vật thể kim loại tương tự tại sa mạc bang Utah, Mỹ vẫn chưa được giải đáp. Dù địa điểm chính xác của nó không được tiết lộ, các thám tử mạng đã nhanh chóng lần ra vị trí dựa trên bản đồ vệ tinh Google Earth, khiến hàng trăm người lũ lượt kéo tới để khám phá. Cột kim loại giữa sa mạc bang Utah thu hút nhiều giả thuyết trên mạng xã hội, nhưng dường như đây không phải là tác phẩm của người ngoài hành tinh. Ngày 27 tháng 11, cấu trúc này đột nhiên biến mất, nghi do người nào đó di rời vào ban đêm. Cục Quản lý Đất đai Utah khẳng định các nhân viên của họ không loại bỏ cấu trúc được coi là tài sản tư nhân trên. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể ngăn người dùng mạng xã hội bàn tán các giả thuyết về sự xuất hiện của cột kim loại. Trong những bức ảnh cận cảnh cấu trúc này, họ phát hiện có các đường ở phía chân đế cho thấy máy cưa đá có thể đã được sử dụng để chôn nó xuống đất và nó dường như được cố định bằng các đinh vít. Điều đó cho thấy đây không phải là một vật thể kim loại nguyên khối. Quan chức thuộc Sở Văn hóa và Di sản đã nói rằng, chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu sự xuất hiện kỳ lạ của khối kim loại. Nó thuộc sở hữu tư nhân, nhưng chúng tôi vẫn không biết chủ của nó là ai. Nó nằm ở khu vực được bảo vệ trên một địa điểm khảo cổ. Trước khi lắp đặt thứ gì ở đó, họ cần được tổ chức của chúng tôi cho phép, sau đó phải được Bộ Văn hóa phê duyệt. Ngoài sự việc trên, thì các vòng tròn trên cánh đồng là chủ đề gây tranh cãi từ nhiều năm nay. Luôn luôn có người không chấp nhận giả thuyết cho rằng những vòng tròn này là kết quả của một hoạt động ngoài trái đất. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, mặc dù có những vòng tròn trên cánh đồng do con người làm ra, nhưng có một số không phải do con người thực hiện. Đây là những câu đố hóc búa phức tạp cần được giải mã để khám phá sự sống ngoài trái đất và những nhà du hành vượt thời gian. Những vòng tròn to lớn vĩ đại và thiết kế vô cùng đẹp mắt trên cánh đồng thường xuất hiện ở khá nhiều nơi, đặc biệt trên những cánh đồng lúa mì ở Anh. Một trong những thông điệp ẩn chứa trong một vòng tròn lớn với đường kính 45m xuất hiện tại Luton, Wiltshire, Anh ngày 1 tháng 6 năm 2008, dường như đã được làm sáng tỏ. Những nhà khoa học tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh cho rằng những hình vẽ đó là người ngoài hành tinh muốn cho chúng ta biết họ có khoa học siêu việt. Ý nghĩa của vòng tròn trên cánh đồng này là gì? Myrit, nhà vật lý thiên văn người Mỹ, đã đưa ra một câu trả lời ấn tượng. Ông khẳng định vòng tròn trên đồng này thể hiện số pi là tỷ số giữa chu vi đường tròn với đường kính của nó đến chữ số thập phân thứ 9 là 3,141592654. Người ta có thể ngạc nhiên khi tỷ lệ chu vi được tái tạo rất chính xác trên cánh đồng lúa mì này. Trong vòng tròn này, chu vi vòng tròn được chia thành 10 phần bằng nhau. Mỗi vòng tròn đồng tâm ở bên trong chia phạm vi của vòng tròn lớn thành 10 phần, tương ứng với 10 chữ số của 3,141592654. Số các chữ số được biểu hiện qua tỷ số bước nhảy ra bên ngoài của vòng tròn đồng tâm. Ngoài ra, tỷ lệ của kích thước của con người ở ngay tâm và ở toàn bộ mô hình đơn giản hóa cho thấy con người chúng ta thật sự nhỏ bé. Vậy chúng ta cần phải khiêm nhường hơn trước vũ trụ và các sinh mệnh chưa biết tới. Đó phải chăng là thông điệp mà người ngoài hành tinh dành cho con người chúng ta?
Vòng tròn trên cánh đồng này được cho là còn ẩn chứa các thông điệp khác nữa, như các chỉ số trong ba vòng tròn nhỏ ở bên ngoài để mô tả những hình vuông trên cùng một bề mặt tương tự như mô hình đơn giản hóa này. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!